Em có chuyện mới nói với anh nè. Là chuyện đàng hoàng đó. Nè, sao còn nói chuyện với người ta? Thì ghét quá đi mà. Người ta đang nói chuyện với anh đó. Nói đi nè. Có chuyện gì chứ? Chạy mau đi anh Quy. Anh Quy. Anh Quy à? Toàn bộ đều là tiền. Tiền? Đừng có phải là tiền. Bị chết mẹ hả? Không phải. Không phải tại sao khóc? Người ta không nỡ xa nhà thôi. Đâu có ai ép em có thể không đi mà. Bắt tay. Không phải đâu. Người ta cam lòng tự nguyện mà. Bây giờ anh dẫn em ra làm giàu thôi. Ở bên ngoài cả đống tiền ăn chờ mình đó. Khi ra tới ngoài kia đừng có làm như con nhà quê. Quần áo này phải bỏ đi, mặc đồ mốt coi mới được. À, hay quá. Em phải đi coi cine và hát karaoke. Việc này nhất định. Em ơi, em có chịu cùng anh ra ngoài thành bán bánh tiêu không? Bán bánh tiêu. Đừng mà. Tập cái đinh hả? Ý, bắt anh trộm đó. Cảnh sát kìa. Anh Quy. Tất cả lấy căn cước ra đi. Nè, cô hai, lấy căn cước ra coi đi. À. Có hay là không? Dạ có. Tôi quên là để ở đâu rồi. Sếp hai, bắt gì dân lậu hả? Có lựu đạn không? Hả? Hôm nay trời nóng nực thì là vất vả cho mấy sếp quá. Wow, cái bộ đồ này đẹp đó, vừa dặn bảnh bao. Đến đi, nhiều chuyện lắm. Dạ, cảm ơn sếp nha. Cảm ơn sếp nha.
Em làm gì quảng hốt vậy? Thấy tướng em ai cũng biết là có chuyện rồi. Em phải bình tĩnh chút chứ. Em mang bầu không có ai nghi kỵ em đâu. Anh bỏ mặt người ta còn la nữa. Đi chết đi, chết đi. Nín đi, nín đi. Em có hiểu không? Anh chỉ là muốn dạy kinh nghiệm cho em thôi. Lỡ như không có anh bên cạnh em á, thì em biết tự chăm sóc cho mình hả? Anh chỉ là nghĩ tốt cho em thôi mà. Thôi xin lỗi, xin lỗi, đừng khóc nữa, xin lỗi nha. Thôi chứ bụng của anh nhỏ quá nè. Nè cho anh hùng miếng nha. Đồ bố mắt, ngó gì? Còn ngó hả? Quên, đừng mà. Ngó hả? Ê, đâu có. Đừng mà. Mày. Anh à, coi chừng người ta ngó kìa. Thuốc lá. Không phụ phải không? Nhanh tay đi. Chuyện gì chứ? Anh Sâm à, số tiền đó đã nhờ chị Lan bảo đảm giùm rồi. Vậy sao? Vậy thì phiền đó. Tại sao? Mạnh tay chút đi. Con Lan thì tài nghệ khá lắm, nhưng mà con người thì không có được tốt. Làm bảo lãnh thì là có vấn đề đó. Anh Sâm à, con người của tôi có gì không tốt? Không tốt ở chỗ nhìn không có được suốt. Đúng rồi, hay là tối nay ăn khuya rồi đi ngủ để nhìn cho suốt nha. Đúng đó. Sao hả? Lâu nay anh cũng biết là em không đi ăn khuya với người ta mà anh Sâm. Anh Sâm cho cô cơ hội, thoái thoát như vậy là không nể mặt thôi. Tứ à, tôi thiệt là không có giúp gì cho cô được đó. Anh Sâm à. Thôi đừng có nói nữa. Quý quái con mụ kia, sao mạnh tay dữ vậy, muốn dở trò à? Anh Sâm, tại sao lại nói như vậy chứ? Anh cũng biết đó, bắp thịt của anh thiệt là rắn chắc quá. Người ta mà nhẹ tay một chút thì anh nói là người ta làm yếu, còn mạnh tay một chút thì anh nói là dở trò. Theo em thì anh đừng có chê em lợ hơn. Hoa, khéo ăn nói ha. Anh Sâm à, như vậy số nợ của em... Được, nếu như mà con Lan bảo đảm đó, không có thành vấn đề. Nhưng mà tối nay... Tối nay thì không được đâu, để tối mai nha. Được, em đừng có thất hẹn nha. Cái bà này, vừa rồi chị thì là to gan đó. Chị Lan à, vừa rồi thì cảm ơn chị, nhưng mà tối mai chị không định thất hẹn chứ hả? Chị tính sao đây? Thì đâu có phải là lần đầu tiên đâu chứ. Giỏi thiệt, giỏi thiệt. Ý, chị hai kìa. Ai nè, đừng có chết mà, đừng có chết, thôi đi rồi, đừng có chết nữa, chị hai à, đừng có chết nữa, chị hai giờ đừng có chết đi, chị hai nữa, nha, chị hai à, có sao không hả, nha, thôi mà ngừng tay đi, mày đừng có chết, mày làm cho anh ta mang bầu còn dám tới gặp tao nữa hả? Tại sao tôi không dám gặp cô? Tại cô không dám gặp tôi thôi. Nè, thôi mà đừng, chị hai à, cho tôi cái mà xuất ra, anh làm gì vậy hai đừng nữa, chuyện của ta có mới gì tôi biết? Gì vậy? Đi đi. Đi đi còn ở lại làm gì? Mày có đi thì đi một mình đi, đừng có phá cuộc mai của tao. Một, hai. Anh Quy, anh Quy. Tôi ở Hồng Kông nhiều bạn lắm, đâu cần nhờ cô. Wow, chuyện gì đây? Đập mới đâu hả? Cái thằng nhóc đừng có chạy như mày. Tránh đường, bắt con lại, tránh đường, con lại. Giám đốc, muốn gì đây, muốn gì? Xin lỗi giám đốc, những đồ mà họ đập hãy trụ vào lưng của tôi đi. Họ là bà con của tôi đó. Vừa mới ra tới Cửu Long, tối nay tôi muốn về sớm với họ. Tối nay chắc là tôi không làm thêm giờ. Xin lỗi giám đốc. Sao chị phiền phức quá vậy? Nếu còn gì nữa hả? Đi khác làm đi. Ngó cái gì? Đi làm việc. Vô nhịp đi. Dạ giám đốc. Em chờ chị một chút, chị đi thay đồ. Thật ra chỗ này cũng khá lắm chứ. Uê, lần sau xuống tắm nói tên cô có được miễn phí không gì hả? Anh nào đừng nói nữa. Em hãy ngủ phòng của chị đi. Còn chị thì sao? Thì chị ngủ ngoài kia. Không cần đâu chị hai à. Người ta biểu em ngủ thì em ngủ đi, lại nhảy làm gì. Chị hai. Lấy hàng ra.
ra ngoài trước đi. Chuyện gì vậy chứ? Ý. Chị Hai ơi, chị Hai làm gì đó? Thì chị đang luộc mì cho măng. Để em giúp chị nha. Giúp cái gì chứ, măng bầu mà ra ngoài ngồi đi. Chị Hai à, em măng bầu giả thôi. Em sợ bị ba má dạy không có cho cặp với anh Quê, cho nên làm bộ măng bầu thôi. Như vậy họ mới không làm gì. Chị không hiểu tại sao em lại theo nó. Con người của nó đâu có đáng tin cậy. Không phải đâu. Chị Bích à, sau khi chị đi đó hả, đêm nào anh cũng tới trước cửa để chờ chị, còn khóc lóc nữa. Em thấy con người anh tội nghiệp lắm. Em ít có thấy người đàn ông nào mà chịu khóc cho người đàn bà lắm đó. Em nghĩ là sau này anh sẽ đối xử tốt với em lắm. Chị Hai, nước ngọt để đâu? Chị Hai à, nước ngọt để đâu? Em còn nhỏ lắm, chưa có biết suy nghĩ đâu. Thì hồi xưa chị cũng cặp với ảnh gì mà. Nước đã sôi rồi, tự luộc đi. Nấu ăn hả? Thêm hai cái trứng nha. Làm gì đó? Đừng lấy đồ trong tủ của tôi đó. Làm ơn tránh ra. Khá hơn trước nhiều đó. Ra ngoài Hồng Kông kiếm việc làm thì là khác hẳn à. Ngày mai mua báo đi kiếm việc làm đi. Lần này tôi nhiều việc làm lắm, đọc báo gì chứ. Anh có gì làm? Miễn là cái vụ này tôi ăn chắc thôi, cô đừng lo. Tôi không để người ta khi dễ tôi đâu. Ai mà dám khi dễ anh? Thì cô đó khi dễ tôi nhà quê không biết làm giàu. Tôi không có. Cả má của cô cũng nói vậy mà. Không có. Nếu không thì cô đâu có ra đây một mình. Uầy, dạo này đang làm thịt ông chủ lớn nào đây hả? Không phải giám đốc thì cũng là ông chủ chứ hả? Có hình không, đưa coi coi. Đừng có phá đồ của tôi. Đừng có phá đồ của tôi mà. Trả lại đi. Trả lại đi cho tôi. Coi cho biết thôi. Coi cho biết thôi mà. Coi nè, có đẹp trai không? Trả lại cho tôi. Đừng có phá tôi nữa. Buông tay ra. Buông ra. Đừng lại gần tôi. Tôi đã hết danh rồi. Từ nay phải xử tốt cho con Mai. Nếu không tôi sẽ giết anh. Tôi nói là tôi dám làm. Anh Quê à, ăn mì được rồi. Có chuyện gì? Đang bàn về tiền nhà với lại chị của em. Nếu không chị nói mình hiếp đáp đó. Phải. Bộ điên sao hả? Trồng đỏ bể rồi sao ăn đi. Chuyên lại đi. Ê, anh Trạng Mập. Anh Trạng Mập. Ê, anh Trạng Mập à. Anh Tài, tới thăm nè. Ờ, phải. Anh này, chưa dậy tại sao không ai mở cửa? Hai hôm trước đã vậy rồi. Tôi nghĩ là Trần Mập đã lên Trung Quốc không có trở xuống nữa đâu. Anh với thiếu nợ ở bên ngoài không mấy chục ngàn rồi, làm ăn không có khá cho nên bỏ đi thôi. Ra bán hả? Phải, thì con phố này ít ai đi mà, cho nên qua đường bên kia bán thôi. Khá nha. Cảm ơn. Ê, đóng cửa từ từ hết. Càng lúc càng ít rồi. Đại ca, cái gì đây? Cúp nước hay cúp điện vậy? Không phải, con đường này sẽ xây lại. Mai mốt chính phủ sẽ thông báo từng nhà một. Wow. Chắc là cái con phố kế một bên dở nhà đó. Chúng tôi ở đây mấy mươi năm rồi, không biết dọn đi đâu nữa. Hey. À, thôi, đi về đi, đi. À, đi. Đứng yên, đứng yên. Có chuyện con dao kìa, con dao. Đứng yên. Uầy, làm gì đó? Dựng đồ, dựng đồ. Ở khu ta mà dám phá đám hả? Đập chết mày bây giờ. Ê, ê, chạy hả? Chạy hả? Mày còn chạy hả? Cái đồ mất dịch. Đứng lại, đứng lại. Không ăn chết cha mày bây giờ. Đồ có thằng mất dịch. Muốn chết ra mày. Mày dám tới cái khu tập kiếm ăn hả? Sao không chịu hỏi rõ ràng là ai coi khu này? Hả? Ê, ê, ê. Bỏ dao xuống đi, bỏ dao. Ê, mày có tin là tao đập bể cái đầu mày hay không hả?
Ê, bị thương rồi, cần những người thương không? Không cần đâu, không sao. Ê, xin lỗi nha, cũng tại tôi báo hại anh mất luôn cái đồng hồ vàng. Ê, cái đồ giả thôi. Nhìn cái là biết mấy thằng đi lậu rồi. Vừa rồi nếu mà không nới tay á, đã đập bể cái đầu nó rồi. Tôi nói thiệt, tôi nói giỡn đâu nha. Hết chuyện rồi, tôi che chở khu này đó mà. Có chuyện gì kiếm tôi ha. Thế vậy? Sao tối quá mà không mở đèn vậy? Bà Tư! Bà Tư! Bà Tư, bà Tư, cái gì đó? Hả? Bà Tư! Sao vậy bà Tư? Bà Tư! Bà Tư! Sao vậy? Sao vậy? Hả? Tôi chưa chết đâu, tôi buồn ngủ thôi. Tại sao té xuống đất vậy? Hồi nãy lờ lấy đồ đạc cho nên bị té. Thấy anh sắp về nên đợi anh về đỡ tôi lên thôi. Chị thật làm hết hồn đó. Tôi chết thì anh càng vui, khỏi vì tôi làm phiền. Tại sao anh nói như vậy chứ? Tôi đã có lời thề trước rồi, bàn thờ của anh Tư là suốt đời tôi chăm sóc cho chị. Ê, nè, anh đứng dậy đi. Ê, anh đã chăm sóc cho tôi lâu lắm rồi mà, có ơn gì thì cũng trả hết rồi. Sao đây, cái chân có đau không? Không bị đau chứ? Biết đau thì đỡ rồi, cái chân này báo hại quá mà, phiền quá đi. Cảm ơn. Ê, tay à, đồng hồ đâu rồi? Không, vừa rồi gặp được người bạn già vì giang hồ cứu cấp cho nên lột ra cho ảnh rồi. Đã nói anh không biết phân nặng nhẹ mà, ra giang hồ không có đồng hồ vàng đâu có được. Anh thì là giống anh Từ quá đi, động chút là nói đạo nghĩa. Xã hội bây giờ đã thay đổi rồi. Cũng không phải hoàn toàn đâu, nhưng mà bọn nhỏ thì khác rồi, khác hẳn khi xưa. Nè Tài à, con đường kế bên làm gì vậy? Bị đóng lại hết rồi. Uầy, còn các cửa tiệm thì ra sao? Mình đã thâu ít lại nhiều lắm phải không? Không, chỉ sửa sang tạm thời thôi. Anh đừng có gạt tôi nha. Tuy rằng anh Tư đã qua đời rồi nhưng mà tôi vẫn có thể ra chống phe nào đây? Của chánh phủ đó. Chánh phủ bộ ngon lắm sao? Mấy ông trưởng tìm mắt xanh lúc xưa cũng thường bị anh Tư rầy lưu bù mà. Phải phải. Ê, tiền thu được hôm nay. Ê Tài à. Ừ? Nè, lấy mua lại cái đồng hồ đi. À. Nè, anh cứ gặp bà Tư như vậy không có được bao lâu đâu nha. Cho nên mới kiếm anh coi thử có nghề gì khác hay không. Anh cũng biết mà, tôi giải nghệ lâu rồi. Sau khi anh tôi qua đời để lại mấy căn phố thu tiền cũng ít lắm rồi. Bây giờ là bị sửa sang, càng ngày càng ít. Thật ra tôi cũng phục anh quá đi. Anh có thể thu tiền cho tới bây giờ mà không có ai nhúng tay vào hết, cũng là vì nể mặt anh Tư thôi. Bây giờ bọn nhỏ không có phần lớn nhỏ đâu, động một chút là đánh chém rồi. Anh nói đúng đó, mấy cái thứ nhóc con này phải đem đi bắn bỏ mới được. Gì? Bởi tụi nó đụng tới anh sao? Không phải sao, tôi lại bị người ta đụng chứ. Chỉ là thấy có một người đi thâu nợ khu mình bị thằng đánh cướp đánh cướp. Hả? Làm thâu nợ mà bị đánh cướp à? Làm sao mà ăn nói với đám anh em? Nếu mà tôi đâm đầu vô tường chết cho rồi. Cũng không phải vậy đâu. Chuyện này sớm muộn cũng gặp quả báo mà. Để qua cái bọn nhóc đó chừng nào phân tay ngoài phố đây. Ra giang hồ thì là phải giữ quy củ chứ. Có phải như vậy hay là không? Nếu không thì tôi với anh đâu có thể đứng vững tới bây giờ. Thì chỉ là anh thôi. Tôi đã quy ẩn từ lâu rồi. Tôi đây thì là phục anh lắm đó nha. À, xin chào. Rửa tay hả? À. Ê, tôi không quấy rầy ông à, tôi đi trước đó. Ôi, đã lâu không tới rồi, ngồi chơi thêm chút nữa đã hả? Ôi, cảm ơn nhiều. Tôi đi đó. Ôi, nè, nói thiệt nha, không có giúp được gì cho anh. Biết rồi mà, hả? À, anh này nè, tôi có một người kết. Nó là cái loại cổ phiếu này rất là khá, sẽ lời nhiều lắm. Anh biết mà, tôi đã hết tiền rồi. Cho tôi mượn đỡ đi, coi như là hai phần. Chừng mà lời được rồi trả lại cho anh. Cái thứ đó đâu nên chơi. Ê, cầm xài đỡ đi. Không có được đâu. Bỏ túi đi, còn gì cách sáo chứ. Cảm ơn nhiều. Quý này nè, chờ chờ chút hả? À, có đồ tốt nè. Xài đỡ đi. Đừng mà, một lát giám đốc tới hạch là anh chết đó. Ôi, cái thứ này không có ai biết đâu. Nhiều lúc tôi lấy một hai chai đi đổ thuốc lá đó mà. Nè, cầm đi, không có ai kìa. Rửa tay hả? Rửa tay xin mời. Nè, đánh đổ đi uống cà phê nha. Xin lỗi, có ai không vậy? Ngồi đi. Mau lên, từ từ đi.
Bà lên. Ê, sếp ơi, không phải tôi đâu. Nè, bây giờ tôi không có hàng ở trong người, không làm được gì tôi đâu. Hai người hiểu lầm rồi, tôi không phải sếp hai đâu. Chỉ vì tôi có chút hàng muốn giao dịch với anh. Đồ mất dịch, giả cảnh sát là tao mất mấy ngàn. Đồ mất dịch làm tao hú hồn á. Đại ca, đưa hàng cho tôi đi. Hàng gì? Thì đưa cho tôi đi. Không thấy bao nhiêu còn tiêu hả? Vậy đâu được chứ. Làm ơn giúp giùm đi, đừng có chơi em mà. Nè, làm ơn giúp giùm đi, đừng chơi em mà. Nè, chuyện gì đó, Minh Sika, bộ cha chết hả? Không, vừa rồi đồng hồ tiêu anh bị đánh cướp đó. Anh xùi thiệt. Bị đánh cướp hả, có thiệt không? Phải, nhưng mà đánh nó gục rồi. Đây này, đại ca. Nhóc con, dám tao đánh cướp hả? Chuyện gì? Còn chuyện gì à? Đồ của dân đi lậu, tao phá của tao hả? Lấy tao giật ra ngay. Lấy lẹ ra đi, liền, mau. Làm gì đó, hả? Không phải đâu, tôi có căn cước mà. Bây giờ tôi là người bị đánh cướp đó. Thì coi như là cậu không may đi, gặp bọn ma giáo. Có bị thương không? Nếu có thì đi bác sĩ tay thấp đi, đừng có tới nhà thương công rắc rối lắm. Đại ca. Đại ca. Chuyện gì đây? Anh coi khu này hả? Phải thì sao, không phải thì sao? Còn em thì mới vừa từ núi La Phù ra, tiền bạc mất sạch hết. Muốn xin tiền hả? Không phải, em muốn theo đại ca kiếm ăn thôi. Theo tôi? Cậu không nói chơi chứ? Em nói thật đó. Chỗ này là khu dân chi phức tạp lắm, bộ tưởng là núi La Phù sao? Tuy em vừa mới từ núi La Phù ra, nhưng mà ở bên đó em có tiếng lắm. Họ gọi em là con cọp đó, em gan dạ lắm. Gan dạ hả? Có thấy bên kia không? Gan dạ. Cái anh đó còn gan dạ hơn là sát nhân Dương Dũng Giác nữa đó. Cũng còn đi bán lòng bò kìa. Qua hỏi thì có chịu thâu cậu không? Ê, đại ca à. Em thì là muốn theo anh đó. Được. Lì xì vô cửa, cậu phải biết chứ, có hay không? Có thì thâu cậu. Vừa rồi em bị... Không có thì về nhà ngủ đi em nhỏ. Quê giúp con chết hả mày? Tự nhiên đừng lại. Ê, đây. Ê, dịch đâu? Quê, dịch đâu? Đại ca, một bánh quà mọn. Đại ca, uống không đủ cứ việc kêu tiếp. Mày còn nhỏ à, cậu tên gì đó? Em tên Quê. Đại ca, có chuyện gì cứ việc căn dặn. Không quen biết nhau đã theo tôi rồi, bộ không sợ tôi gạt hay sao? Sao lại gạt em chứ? Em là tiểu chốt thôi, em không theo người ta bừa bãi đâu. Em đã nghe danh của anh lâu rồi. Đã nghe danh của tôi? Ở đâu đây? Nguyên Lãng. Nguyên Lãng? Không thể nào đâu. Thì cái vùng Nguyên Lãng Thượng Thủy đó mà. Thượng Thủy thì là cái thằng xương gà lửa thôi. Đúng vậy đó, xương gà lửa. Có phải là cao cao ốm ốm để râu mép không? Dạ phải, để râu mép. Lúc đó anh gây với người ta, chỉ nói tên ra thôi thì yên chuyện. Nói tên Tư ra dĩ nhiên là hết chuyện. Em đã nói đại danh của anh lợi hại mà. Anh Tư à, uống nha. Mời. Hả? Đại ca, ra giang hồ bấy lâu nay có đi chém người chưa hả? Không cần cười mà, chắc đã chém nhiều người lắm rồi hả? Còn em thì chưa hề thử, chắc đã lắm hả? Đã hả? Kẻ bị chém càng đã đó, ngốc quá. Nếu như được thử em cũng muốn mà. Nè, đại ca, uống thêm. Mời anh thêm một ly, cạn. Anh Tư à, lên nhà của em uống tiếp nha. Còn uống hả? Cậu ở khu này sao? Đằng trước thôi. Không phải chỗ này chứ. Tôi tưởng là ngộ như vậy. Xin lỗi nha, chỗ này đó em đã quên mất. Cậu ở lầu mấy hả? Như là lầu 4 á. Lầu 4 hướng ra mặt đường hay vô nhà? Hướng vô nhà. Em với con Đào của em và chị của nó ở chung thôi. Lên chơi nha. Chuyện gì? Không gì chứ. Anh Tư à, lên đi. Ở lầu 4 hả? Được rồi. Ê, hả? Lầu 4 đó. Ê, lầu 4. Ê, quê. Ê, bộ say rượu sao vậy? Chơi em hả? Quê. Mở cửa. Thôi đi. Thằng cài chớ đập cửa vậy? Ông nội mày đó, thằng mắc dịch. Xin lỗi. Hay quá.
Đừng có ồn ào quá có được không? Bây giờ đã khuya rồi. Ê, supervisor đã đi xí xô, tôi đã cắn ấy. Huế, xin lý. Amigo, Brito. Anh Tư. Ê, chuyện gì đó? Khuya vậy em ngủ. Wow, chân diện đẹp vậy, anh đi ăn tiền hả? Ê da, sao hôi mùi rượu quá vậy? Lại đi kêu điếm à? Tôi mà cần gì đi kêu điếm chứ. Biết bao nhiêu gái đẹp xếp hàng chờ tôi cua. Phải rồi, đừng có đóng kịch nữa. Tôi đâu có nói là cấm anh đi bậy bạ. Làm như ngon dữ vậy. Sao không kiếm lại một người đàng hoàng? Thì bây giờ đã có đàng hoàng rồi. Nhưng không phải đi kiếm mà là có mấy con chờ tôi chọn. Phải rồi, người ta thích anh bụng vệ đó hả? Bộ bây giờ tệ lắm sao? Biết bao nhiêu cô tự đâm đầu vô đó. Đừng có báo hại người ta đó nha, phá quá mà. Nghĩ lại phải kiếm một người ở free cho chị. Bây giờ có một con có thể đám cưới ngay đó. Khi tôi đám cưới rồi ai chăm sóc cho chị đây phải không? Phải. Bây giờ tôi sợ anh bỏ đi lắm. Anh ấy đi ngay đi. Đàn ông nào cũng bậy bạ hết. Chị Tư, bộ chị tưởng tôi không biết hôm nay tại sao chị diện đẹp. Hôm nay là ngày kỷ niệm 33 năm chú Niêm chị quen với anh Tư. Lần đầu tiên tôi đưa anh Tư gặp chị mà. Bỏ qua cho anh. Sáng sớm thức dậy tôi đã có thắp nhang và tôi cũng đã có thưa với anh Tư rồi. Tôi nói với anh Tư như thế này nè. Tôi nói là chị Tư bây giờ vẫn trẻ đẹp, ai ai cũng thương hết á. Dịu dàng hiền thục, tứ đức tam tùng. Bây giờ mà ra ngoài á, nhiều đàn ông muốn cua lắm. Và tôi cũng có nói anh Tư nữa, người mà như chị Tư thật là hiếm có trên đời này. Vẫn một lòng một dạ trung thành với anh Tư, giữ đạo làm vợ, nề nếp thước tha. Được rồi, nhột nhạt quá đi. Chị cũng biết tôi ra giang hồ bấy lâu nay, tôi rành mấy cái thứ này lắm mà. Có khoái chí lắm không? Tôi có thể thấy anh Tư hát một bản tình ca cho chị. Nè chị Tư à, yêu em à. Đừng hát nữa. Đã khuya rồi, đi ngủ nha. Ngủ ngon. Thiệt là quỷ quái. Chị Lan, làm hai hôm nữa là tôi nghỉ đó. Chuyện gì đó? Lấy chồng hả? Cũng nên lắm, cặp danh toàn lộ lắm rồi. Chúc mừng nha. Từ này rã rồi. Hai chị à, phòng sai có khách. Mai này chị tính sao? Tôi định xuống vũ trường làm. Sẵn ở đây mình cũng đương đầu với bọn đàn ông. Tại sao không lợi dụng lúc còn trẻ để kiếm thêm tiền? Ê, chị Lan à, hôm nay đẹp thiệt nha. Ê, lá đi khuya nha. Ăn một mình đi. Lan à, coi chừng đụng chạm tới tiểu nhân. Chị ra một mình cũng phải cẩn thận đó. Có chuyện gì qua điện thoại cho tôi. Mai à, Mai. Mai, chị hai. Chuyện gì đó? Có phải thằng Nguyễn đang hiếp em hay không? Không phải. Em không được khỏe hả? Bị bệnh thì đi bác sĩ nha. Không phải. Mai à, vậy em có chuyện gì phải nói cho chị biết ngay đi. Em vừa khơi xong câu chuyện của anh Lan. Trần Dũng Pháp bị giết chết thê thảm lắm. Chị hai à, chuyện gì đó? Bể đồ hả? Không có chuyện gì đâu. Để em giúp cho chị dọn nha. Tránh đưa đây em giúp cho. Để chị làm. Để em phụ chị nha. Thì trời tôi bộ bể rồi. Chị hai có sao không? Sao mà không chịu nghe? Chị hai à? Chị hai, mở cửa ra đi mà chị hai. Đừng có làm trông sợ mà. Mở cửa ra đi. Mở cửa ra. Chị hai à, mở cửa ra đi. Chị hai. Chị hai à, mở cửa ra đi mà. Chị hai, mở ra đi. Chị hai à, mở cửa ra đi. Chị hai à. Chị hai. Chị hai, chị không sao chứ?
Không, chị chỉ thấy nhức đầu thôi. Có phải là em trồng dạng gì không? Để em lấy thuốc cho chị. Không cần. Em coi em kìa ốm nhôm hả? Chị hai đã có mua thuốc bổ cho em rồi kìa. Lấy uống đi. Cảm ơn chị hai. Chị đi nghỉ đi. Em lấy uống được rồi. Đi ngủ đi. Đi. Chị hai à, có phải là em trồng dạng gì không? Ông kiếm ai đó? Xin lỗi. Cậu quay đâu? Ở trên sân thượng. Quay. Anh Tư. Ừ? Chuyện gì? Anh Tư, em có thứ này định nhờ anh giúp giùm. Xì ke. Chỗ này không có đâu à? Vậy sao? Quê, em còn nhiều lắm đó. Anh Tư, coi bộ chỗ này cũng đáng 50 ngàn chứ. Chỗ này mấy triệu bạc đó. Anh Tư à, nếu như anh kiếm được người mua, em sẽ trả cho anh 20%. Ở đâu mà cậu có nhiều như vậy hả? Cái chuyện này nhất định rắc rối lắm à. 37 nha, anh 3 em 7. Sao hả? Xưa nay tôi không có rớt tới mấy cái chuyện này đâu. Ê, có phải là hơi ít không? Vậy 46 nha. Coi như là anh Tư giúp đỡ cho em Út đi. Tôi đã nói là tôi không rớt vào mấy cái vụ này đâu. Cậu tự coi đi, rồi tự lo liệu đấy. Nè, trong xe có hai người, một tên là Đạt, một người tên là Cường. Lần đầu giao dịch bán một ít thôi, coi thử ra sao. Anh Cường, anh Đạt hả? Hàng đâu? Mẫu đâu? Sao hả? Đồ thúc. Anh Cường, đại ca tôi nói là anh có bao nhiêu sẽ mua hết. Tôi phải hỏi đại ca của tôi trước. Việc này tôi không thể quyết định. Đi xe quý đó, ông bự mà. Anh bạn, có hàng có thể gọi chúng tôi. Giá cả thì từ từ bàn lại ha. Một lát phải chịu lại cho người ta 4 phòng nha. Nửa tiếng đồng hồ sau lão Lộc sẽ tới đó. Anh nhớ nha, phải chịu 4 phòng đó. Giám đốc. Chuyện gì vậy? Tôi muốn hỏi mượn tiền lương trước. À, nè nè nè. Nè, chờ lại phòng số 5 nha, nhớ đó nè. Ê, ông Trần, mình khỏe không? Ê, cái nhà lần trước thì là cảm ơn ông nha. Tôi được lời nhiều lắm. Có đáng gì đâu. Nè 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 nè, phải tiếp đãi ông Trần đàng hoàng hay chưa? Nhớ đó. Giám đốc, tôi thiệt là có chuyện gấp lắm, nên hỏi ông mượn trước 2 tháng lương. Vậy hả? Được rồi, lát vô phòng bọn Thảo lo nha. Giám đốc, có khách kêu chị Lan kìa. Nói với khách là chị Lan đang bận, chị khó chờ chút đi nha. Dạ giám đốc. Muốn mượn lương hả? Vô đi. Tiện tay khóa cửa lại nha. Nhịn gì chứ, chưa có hề thấy sao? Làm gì đi. Đi đi. Từ nay cần tôi giúp điều gì á, cứ nói thẳng ra nha. Cứ tưởng là con cá tánh gì đặc biệt lắm. Có tiền đi chơi, có tiền mua tiền, có tiền cho em. Ê, về tới hả? Vô đi. Nè, đồ mới đó, mấy chục ngàn đó nha. Lại đi, coi nha.
Chiều hôm nay vắng em, đời ta đây thấy tê. Ê, không thích băng này hả? Vậy thôi, làm lại nha, làm lại, bài khác. Yêu nhau à, nhau cởi áo à, cho nhau. Ê, tôi đi mượn tiền lương của công ty cho hai người xài, còn anh hả? Anh thì đi mua mấy cái thứ vô duyên này nè. Anh có bao giờ nghĩ tới tương lai của anh hay không? Nếu mà anh không lo cho anh, thì cũng phải lo cho con Mai chứ. Anh coi anh giống cái gì? Anh coi anh giống cái gì đây? Tôi đang nói chuyện với anh đi mà, trả lời đi chứ. Nè, nè, cầm giùm đi mà. Bánh sinh nhật của chị Hai về tới rồi. Ý, chị Hai, chị ở đây hả? Thì à, cũng tại ơn chủ bắt người ta chờ lâu quá mà. Chị Hai à, có nhìn thấy cái dàn máy này chưa? Anh Quê này cũng thiệt là giỏi đó nha. Kiếm ra tiền để mua dàn máy làm quà sinh nhật cho chị. Nè, để coi cái bánh đã. Anh Quê, lấy đèn khỉ ra thắp đi. Thắp con khỉ á. Là có chuyện gì nữa đây? Anh Quê, anh Quê à? Anh Quê. Ê, chuyện gì đây? Xin lỗi nha, ông có sao hay không vậy? Ờ, không sao, không sao. Cô có sao không? Tay con bị thương rồi nè, chảy máu dữ lắm. Vậy hả? Ê, chuyện nhỏ thôi. Xin lỗi ông, ông bị thương như vậy hay là tới nhà thương đi nha. Không cần, không cần, bị thương ngoài da thôi, không có gì đâu, không có gì. Thưa ông, nhà của tôi cũng trên này thôi, hay là ông hãy tới nhà của tôi để tôi cầm máu giùm cho ông. Được. Cái chai này là anh côn, để tôi lấy kéo và băng cho ông. Ờ, cảm ơn. Không cần đâu, không cần. Đã có rồi nè. Ông hãy ráng nhịn đau đi nha. Ông làm gì không đau hay sao? Chuyện nhỏ thôi. Nè, năm xưa thì tôi cũng tự lo liệu xong. Thế hả? Sao có đèn nhà bếp của cô cứ chớp vậy? Nó bị hư cả tuần lễ rồi. Tôi cũng định là sẽ thay cái bóng đèn khác. Để tôi coi cho cô. Ờ, ông ạ, không cần đâu. Được rồi. Cái đầu bị lỏng thôi, dặn lại là được liền. Ờ, hay quá, cảm ơn ông nhiều. Không có gì. Ờ, để tôi lượm được rồi. Ê, không sao, không sao đâu. Ê, bánh sinh nhật hả? Sinh nhật ai đây? Là sinh nhật tôi. Vậy hả? Sinh nhật vui vẻ nha. Cảm ơn. Mua nhiều đồ như vậy chắc hôm nay có nhiều người tới mừng, chơi vui vui vẻ ha. Đâu có, chỉ có một mình tôi thôi. Ông là người đầu tiên đó nói có sinh nhật vui vẻ với tôi. Ở lại ăn miếng bánh đi nha. Ê, thôi thôi, đừng có sao, đừng sao. Tôi không thích ăn đồ ngọt đâu. Ê, được rồi. Cảm ơn, bánh ngọt của cô ngon lắm. Không biết là cô cần chờ năm tới sinh nhật của cô mới có thể gặp lại cô không ha. Ông muốn gặp tôi thì dễ lắm, 300 là được rồi. Tôi làm ở nhà tắm hơi Tân Vinh Cát, số 11, rảnh rồi tới kiếm tôi. Được, nhất định, nhất định. Ngon quá, ngon quá. Nói thật, bánh thiệt là ngon đó. Bánh tiệm này thiệt là ngon. Ngon. Gì hả? À. Ăn thêm đi. Được mà. Anh Tư à, lần này phải nhờ anh phù hộ đó. Chị Hai, tôi ngồi đi ăn bánh đi. Dạ được. Anh Quê, thích ăn thì em điên mình đi. Sinh nhật vui vẻ. Chị Hai ăn bánh nha. Anh Quê, tại sao không ăn chứ? Đàn ông được rồi gì mà nhỏ nhặt như vậy. Nè, cùng lắm là em đút cho anh ăn nha. Đừng có phá mà. Nè, ăn đi. Ý giờ làm dưa tóc người ta hết rồi. Muốn chơi hả? Nè. 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 Coi nè. Dám phá con đầu của tôi hả? Dám phá hả? Gọi đầu đi, gọi đầu đi. Đừng có giỡn nữa mà. Giỡn hả? Giỡn nè. Thôi.
Gội đầu. Nè, được lo chơi kiếm chỉ đó. Nè, thôi. Chị Lan à, chạy mau đi. Chuyện gì đó? Con Tú đã chạy làng rồi, bây giờ mấy ông thâu nợ chờ chị bên ngoài. Phải rồi, chị chạy đi. Đi. Xin mời vô trọng đi. Hai. Thưa ông, mấy người? Một người thôi. Số 11 có đi làm không? Dạ có. Nhưng mà... Uầy, ông kêu số 11 kìa. À, xin lỗi ông nha, ông kêu người khác có được không vậy? Chuyện gì? Tôi thì không biết là con Tú này đã đi đâu. Không biết hả? Chị là người bảo lãnh nó mà. Nó bỏ chạy dĩ nhiên chị phải trả tiền. Tôi không có tiền. Cùng lắm là tôi kiếm chỉ ra cho anh thôi. Nói chuyện với tôi lớn tiếng như vậy à? Hả? Có cái gì? Đi. Tôi thì không có tiền mà. Anh đánh chết tôi cũng vô dụng thôi. Cái đồ quỷ cái. Nói chuyện với tao mà phách lối như vậy hả mày? Tụi bê, cho ném mùi đi. Nè, con quỷ cái. Cho mày ném mùi nè. Ngừng tay. Anh em, chuyện gì đây? Là thâu nợ đó, chú có hề thấy sao? Thiếu bao nhiêu mà làm dữ quá vậy? Phải cần ba người đàn ông đối phó nhỏ này sao? Quên bạn à, anh thuộc lộ nào vậy? Đại ca, ổng là người bán hàng cho mình đó. Ồ, thì đó là phe của ta. Quen biết thì dễ thôi. Mấy chục ngàn có đáng cái gì đâu. Nè, ở đây có 20 mấy ngàn, anh cầm đỡ đi. Còn cái số còn lại tôi gánh đi, có tin tôi không? Sao lại không có tin anh? Mình còn rất là nhiều mối làm ăn phải giao dịch mà. Rảnh rỗi đi uống nước nha hả? Mình đi. Sao hả? Không sao chứ? Cảm ơn ông nhiều. Số tiền vừa rồi. Ê, có đáng gì đâu. Đi rửa mặt cho sạch sẽ đi. Đi. Thật ra thì tối nay tôi đã đặt sẵn bàn rồi, nhưng mà tới thăm cô. Ai về chuyện đến nông nỗi này. Không sao đâu, tôi đưa cô về mà. Thôi đừng. Ông đã giúp đỡ cho tôi nhiều như vậy, không nên làm trong cục hứng. Bộ đồ đã dơ hết rồi. Tôi tặng bộ đồ mới cho cô nha. Không cần. Huống chi tối thì cửa tiệm đã đóng hết rồi. Thế nào, cái này có vừa không? Bây giờ người ta đã đóng cửa rồi mà. Thôi đi. Thì cái này nha. Có gì không đi? Không có gì đâu. Ông chủ là anh em của tôi mà. Tôi chỉ biết cô là số 11 thôi. Chỉ biết cô là tên gì? Tôi tên là Lan. Đã làm nghề này lâu rồi hả? Không phải. Tôi mới làm có mấy tháng nay thôi. Lúc xưa tôi làm thư ký ở chúng quanh. Nhưng sau đó thì má của tôi bị bệnh, cho nên tôi mới đổi nghề để có thể dễ dàng kiếm tiền. À, cô thật là hiếu thảo. Sao hôm lên nhà không thấy má cô vậy? Ba ngủ sớm lắm. À, sao thơm mùi chanh vậy? À, có lẽ là thuốc gội đầu của tôi đó. Dạ. Yeah. Chịu đó cho tôi. Cảm ơn. Tặng cho cô. Chúc cô sinh nhật vui vẻ bù lại. Đẹp quá. Có thích không? Sao ông lại biết là tôi thích bông Thái Dương? Tôi đoán thôi. Cảm ơn ông nhiều lắm. Tối nay cô đã nói rất nhiều lần. Về số tiền đó. Được rồi, số tiền đó khi nào cô khá trả lại cho tôi. Cái bản nhạc này tôi thích lắm đó. Vậy sao? Hình như là tôi có cùng bản này. Để tôi kiếm coi. Trong trong sáng lòng mày cảm thôi mà dùng dùng ngô tham phơi quang nhật chỉ kỳ như lâu ha
更自惭，时常对他冷淡。可知我热情埋藏了在心间，正为心境有疑难。Tôi đưa cô về ngay. Ngày mai tôi đón cô lúc tan sở nha. Dạ được. Bye bye. Ê, chị Tư. Ê, chị Tư à. Chị Tư. Gì? Tôi vừa uống thuốc hả? À, không phải, tôi có chuyện muốn bàn chị Tư. Thực ra không có chuyện gì đâu. Nè, chị Tư à. Dạo này tôi quen biết được một cô gái 20 mấy tuổi thôi, để tóc ngắn đây nè, xinh đẹp lắm. Không phải là tôi thích cổ vì xinh đẹp, cổ làm việc ở nhà tắm hơi á, chỉ là mỗi lần mà tôi đi chung với cổ, trái tim của tôi nó đập phình phịch vậy đó. Khi mà chúng tôi ở chung với nhau, tôi thấy vui lắm, thật là hạp nữa, thật là khoái chí. Tôi muốn hỏi ý kiến của chị thôi. Chuyện gì? Ê, nè nè chị Tư, nè nè nè, không phải đâu, nè tôi nói thật với chị đó, chị nghĩ sao? Ây, tội nghiệp quá. Anh làm ơn đừng có suy nghĩ dớ dẫn nữa. Bộ tưởng bây giờ anh 18-20 sao, còn bày đặt nói chuyện yêu đương nữa. Không phải. Huống chị thứ làm nhà tắm đó không có được đàng hoàng đâu, chỉ là gạt tiền người ta thôi. Ai mà thiệt lòng với anh? Cho dù thiệt lòng rồi sao? Anh có tài nuôi sống gia đình người ta à? Lò mộng mờ cưới vợ, bớt dệt mộng lại đi, đừng có báo hại người ta nữa. Coi chừng bỏ đó con vợ đó. Nè Tài à, Tài, tao chỉ nói chơi thôi, tưởng là thiệt sao? Nè mở cửa đi Tài. Tài à, nói chơi thôi mà. Ê Tài à, xin lỗi nha. Lần này chị bị tôi chơi thôi. Coi tướng của chị khẩn trương cách nào, biết sợ rồi phải không? Anh thiệt là mắc dịch mà. Mày đặt dở trò quỷ quái, dám chơi tôi hả? Anh giỏi thiệt. Ngủ ngon đi. Chị Lan à, tụi em về nha. Bye bye. Tụi em về nha. Bye bye chị Lan. Về trước nha. Bye bye. Bye bye. Awesome. This man took the dress. Just kill him and take back all the drugs. Anh Cường, cũng như lần trước, 800 ngàn. Xin lỗi. Chuyện gì? Ông chủ chúng tôi muốn nói chuyện với anh. Mày nhóc con, hàng của mày tốt lắm chứ hả? Lần trước tao đã nói với mày rồi, mày có bao nhiêu hàng tao lấy hết mà. Như là không hợp quy củ đó. Tôi phải hỏi đại ca tôi. Bây giờ tôi cho mày làm chủ mà. Tập đoàn mình của mày có bao nhiêu? Lục coi đi, lục ra coi. Ha, nhóc con, mày gân thiệt ha, có đồ nghề à? Xét nó coi. Đại ca, thật không phải ít vậy đó. Nhóc con, còn bao nhiêu? Bây giờ tao hỏi mày đó. Thả nó ra. Nếu nó mất một cọng lông, tụi bay không ai được yên. Có nghe không? Bọn nhỏ chơi chút thôi. Thả đi. Mình đi. Dù sao mình quen biết với nhau mà. Món hàng đó tôi trả thêm 200 ngàn để bán cho tôi nha. Kiếm người khác bàn đi. 400. Không được. 500. 700.
Anh Tư à, để em cầm cho. Đưa đi. Anh Tư à, vừa rồi anh Tư thiệt là bảnh quá đi nha. Đi đi đi. Đại ca, có làm ăn lộ lã hay không? Đám Hòa Lan trả giá cao mua cái đống này nè. Mình trở tay một cái là lời mấy chục lần rồi, làm gì mà được lộ lã đâu chứ. Hàng của anh hả? Dĩ nhiên rồi. Chuyện gì? Còn muốn lấy hàng nữa à? Nhưng mà giá cả thì phải. Số 2 còn lại đâu? Hàng đó không phải của tôi đâu. Tôi đâu có. Hàng đó. Giờ có nhiều tiền vậy làm sao xài đây? Thì đi chơi. Nhưng mà trước khi đi chơi phải làm ra một chút việc. Lúc xưa mấy cái thằng em ghét á, thì lấy mấy chục ngàn ra làm thịt nó. Sau đó thì đi xuống mấy vũ trường kiếm mấy con nhỏ chơi cho đã. Cậu đã có một con đào tốt với cậu lắm à. Hey, con này thì đồ dở thôi, chỉ được cái là dân lời. Quê à, đại ca ra giang hồ bấy nhiêu năm rồi, đủ thăng trầm, lúc giàu lúc nghèo, đã gặp nhiều dân giang hồ lắm rồi, không có mấy ai kết cuộc tốt đâu. Thực ra có một con đào tốt với cậu thì cậu phải quý mến. Nói vậy như là quê lắm, nhưng mà thiệt đó. Em biết rồi, đi còn anh thì sao hả? Nè, giúp tôi một việc được không? Được, anh nói đi. Hẹn con Lan ra giùm tôi. Anh quen biết con Lan à? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gặp lại sau ha. Chị hai. Ủa, chuyện gì đó? Thì đón cô tan sở. Ừ, anh Quê mới làm xong công chuyện cho nên kiếm được nhiều tiền lắm. Hôm nay đặc biệt đãi tụi mình đi ăn. Có nể mặt không? Xin lỗi mấy người. Chỗ này hả? Đồ ăn ngon lắm. Anh Tư. Nè, em đã hẹn cổ tới rồi. Thì ra hai người quen biết với nhau. Nhờ anh Tư tôi mới làm xong một vụ giao dịch lớn đó. Nè, mời ngồi. Lần trước xin lỗi đã thất hẹn với cô hả? Có chịu tiếp nhận cô xin lỗi không? Anh Tư cố tình bao hết chỗ này cho cô đó. Ra nhảy một bản nha. Nè, anh Tư đó là người gì vậy? Đại ca của anh. Tại sao lại quen biết chị hai? Sao nhiều chuyện quá vậy, có ăn thì ăn đi. Uầy, ngon lắm đó. Nè, anh đút cho em ăn nha. Anh xấu lắm nha, cứ ăn hiếp người ta hoài. Hung miếng đã. Quay, tới phiền em đó. Quay, mau lên nha. Nè, mau lên. Không ăn, cái thứ. Anh Tư, bệnh quen với anh Quê lâu lắm rồi hả? Nó hả? Nó từ núi La Phù ra, đã theo tôi. Ờ, anh Tư ạ. Anh Quê, anh nói trước đi. Em nói trước đi. Em... Chuyện gì? Không có gì hết. Còn anh? Không, không có gì. Quê, đi nha. Tại sao? Đừng quấy rầy người ta mà. Đi nha. Ờ. Công việc ở nhà tắm hơi không thích hợp cho cô đâu. Từ trước đi.
Tối nay lên chỗ của tôi nha. Wow, chú hai, sao dắt con Đào đẹp quá vậy? Em à, em ở quán nào vậy? Để tới chơi nha, ha. Chú hai, đang nói chuyện với chú đó. Em à, tối nay theo anh đi chơi nha, ha. Anh trả gấp đôi ông này chưa, ha. Đừng có lo, anh dẫn em đi chơi mà. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây mà. Có chừng. Anh không có sợ chứ? Thôi đi đi anh. Chết đi. Thôi đi đi anh. Không còn đỡ không sao đâu. Anh có chừng đó. Anh làm gì vậy? Vừa chém lộn với bọn nhỏ thôi. Hả? Chém lộn? Ờ. Ê, giới thiệu cho quen. Bà chủ nhà của tôi, bà Tư, cô Lan đây. Chào bà. À, phải rồi, chỗ bà có thuốc men băng bó gì hay không? Để tôi. Không cần đâu, bà cứ cho tôi biết ở đâu tôi lấy được rồi. Ở đằng sau cái tủ. Lan à, thật không cần đâu. Ngồi yên đi. Ê, mà. Được. Đã nói đừng có giỡn nhiều trò mà. Tài à, cổ là... Tôi đã biểu chị kiếm sẵn một người ở Free mà. Nói là một cô sắp đám cưới, tôi không gạt chị đâu. Anh gì cổ mà chém lộn hả? Xì, không có gì đâu, không có gì. Đã lâu lắm có chảy máu nhiều như vậy. Dạ, đừng có đụng tới vết thương như vậy nữa mà. Để tôi giúp cô. Dạ được rồi. Đau lắm hả? Không 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 sao. Anh đó, từ nay đừng có quá nóng nảy nữa. Có biết không, lúc nãy đến một chút xíu là chết người ta rồi. Cái bọn nhóc bây giờ không phân lớn nhỏ đâu. Ừ, vừa rồi. Ngồi yên đi. Được rồi, đổ đại một chút anh côn vô băng bó lại là được rồi. Lại làm đại. Anh đó nhờ, lần trước cũng làm đại cho nên bây giờ vết thương của anh cũng chưa có lành lại nữa đó. Cô uống bia vô nữa. Thôi đừng uống nữa mà. Uống vô hả? Cô chừng mai mốt này sẽ bị viêm đó cho coi. Nếu mà cai luôn thuốc lá và ăn canh cá lóc cho nhiều để cho vết thương nó mau lành lại hơn. Hoàn cảnh bây giờ khiến tôi nhớ lại lúc xưa theo đại ca đi chém lộn. Lần nào cũng vậy hết á. Có phải chị Tư? Chuyện gì đây? Chuyện gì? Không được khỏe hả? Không. Tôi nghĩ lại lúc xưa đã băng bó nhiều vết thương thôi. Đừng như vậy, đừng như vậy mà. Tài à, cái cô đó cũng tốt lắm. Ôi, nếu cần tiền thì nói nha. Anh à, ngày mai kiếm một người ở Phi giùm tôi đi. Khi không kiếm người ở Phi làm gì? Anh sắp đám cưới với cô đó rồi, đâu còn đếm xỉa gì tới tôi nữa. Yên trí đi chị Tư, sao tôi lại bỏ mặc chị chứ? Ê, tôi không phải má của anh, không lẽ bắt anh chăm sóc suốt đời sao? Đừng có nói chuyện này nữa. Ê, đừng nói thêm nữa, kiếm người ở Phi cho tôi đi. Cũng được. Ngày mai tôi đi kiếm người ở Free. Vậy tôi phải dọn ra đó, phải chừa phòng cho người đó ở. Chị ngủ sớm đi. Nè nè nè, Tài à. Tài, không đi thật chứ hả? Yên trí đi, tại sao tôi bỏ đi chứ? Đuổi tôi cũng không đi đâu. Thôi được, ngủ ngon đi. Cái thằng này. Chị ra đứng bên này, có thể ngó thấy bên tôi. Ừ. Phải rồi, bà Tư hồi nãy đó là ai vậy? Bà Tư đó đó, là một người vợ, có một người anh xưa kia. Người này khi xưa cùng với tôi ra giang hồ đánh với thiên hạ. Có một lần giao dịch cho đối phương, bên kia muốn nuốt luôn phần của chúng tôi. Chúng tôi đánh với nhau, kết quả thì bạn của tôi trúng đạn chết. Trước khi mà anh chết, tôi có hứa với anh phải chăm sóc vợ anh cho tốt. Như vậy con người của anh cũng trọng tình nghĩa lắm. Dĩ nhiên, lúc xưa chúng tôi ra giang hồ quan trọng nhất là giữ đạo nghĩa. Thực ra cô thường lấy tranh thoa mình cô có ích gì? Vì tôi không muốn người ta biết tôi từng nói là phù ra có mùi cá tanh. Cô ra Cửu Long có kế hoạch gì? Để kiếm tiền.
Tôi không muốn để cho người ta khi dễ tôi. Năm xưa tôi và người anh em cũng là vì câu này. Đã bao nhiêu năm, không biết là chịu bao nhiêu đau khổ. Cô là một người con gái thì càng khổ hơn. Tôi vẫn có thể chống nổi. Cô đã theo tôi, tôi không cho cô khổ đâu. Anh dẫn em lên đây làm gì? Có cái này tặng cho em. Oh, đẹp quá. Anh trồng nữa đó hả? Anh thấy em thích bài Hoa Hướng Dương cho nên nghĩ là em nhất định thích bông này. Sao anh biết là em thích cái bản nhạc này vậy? Mình quen biết nhau chưa có được lâu mà. Tặng cho em. Như vậy sao? Còn nữa mà. Đẹp quá. Từ nhỏ em đã mơ ước là có được một vườn hoa trồng đầy hoa hướng dương như vậy nè. Cái vườn hoa này thuộc về em đó. Thiệt hả? Anh Tư à, vậy anh có mộng tưởng gì hay không? Mộng tưởng của anh đã thực hiện được rồi. Anh Quê à, em buồn ngủ quá hay là mình đi về đi nha. Anh làm gì vậy chứ? Anh Quê à, còn đi đâu nữa? Anh Quê à, đi đâu vậy chứ? Ấy à, anh làm gì vậy? Em đi hết nữa rồi. Đi đâu vậy chứ? Làm gì vậy anh Quê? Em đi hết nổi rồi mà. Ấy, anh Quê à, em đi hết nổi rồi. Anh Quê à, mình đi đâu đây? Anh Quê à, mình đi đâu đây? Anh Quê à, mình đi đâu đây? Anh Quê, chuyện gì chứ? Chuyện gì đó? Làm ơn nói lớn tiếng một chút đi. Nè, có chịu không? Có phải là anh ở đám cưới không? Hả? Đúng là đồ điên. Rồi làm sao chứ? Một là một, hai là hai. Anh sắp được làm cha rồi mà còn không chịu đàng hoàng nữa. Anh Quê à, có chuyện gì? Anh không thích hả? Vậy em đi phá thai nha. Em dám đụng tới con của anh, anh đánh chết em ngay. Đã quá. Thím Hai à, nè, Thím Hai à. Gì đó? Thím có thể làm người chứng hôn cho chúng tôi không? Hả? Thím sợ hả? Nói thiệt nha, thật ra tôi còn sợ hơn thím đó. Tôi sợ con vợ này lắm. Thấy chưa? Con vợ này dữ quá mà. Nè, đừng có đánh anh nha. Đừng có đánh. Chạy.
Alo, chị Hai hả? Em có tin buồn báo cho chị biết nè. Anh Quê đòi làm đám cưới cho em đó. Bye bye. Lát nữa em gặp chị nha. Chị Hai nghe nói mừng lắm. Xin đầu đi ngay đi. Mau lên. Chuyện gì? Đừng làm ẩu nha. Anh Quê, tôi trả lại hết cho các người nè. Các người đừng lo. Thả cô ra trước đi. Thả cô ra trước đi. Anh nhả ra hết đi. Thả cô ra trước đi. Thả cô ra đi. Anh Quê. Em ơi, cán chết người, cán chết người rồi nè. Chị Lan à, có điện thoại. Cảm ơn nha. Quý chị Lan à, có chuyện gì vậy? Chị sao chị Lan? Chị Lan à, có chuyện gì vậy? Chị Lan. Chị Lan à, chị không được khỏe hả? Chị Lan à. Chị sao? Chị Lan. Chị sao vậy? Cô Hai, cô làm ơn ký tên trên này. Cô có thể đi rồi. Anh hãy đưa em về đi. Anh hãy đưa em về ngay đi. Đừng có về nhà, không thể về. Tại sao? Ê, về tới hả? Đừng qua đây. Chuyện gì? Tại à, chuyện gì vậy? Không có gì, không gì. Hả? Không có gì mà. Chuyện gì? Không có gì, không có gì. Tại sao lại trong nhà của em? Hả? Thằng Quê có lẽ bị bọn nó giết. Nhưng sao không báo với cảnh sát? Không thể được. Tại sao? Anh biết được chuyện gì? Anh biết được chuyện gì đó, anh hãy nói cho em nghe. Hả? Thằng Quê có nhắc với anh là ăn cắp được một mớ xì ke của người ta. Anh nghi là của đám người này. Thằng Quê đâu có xì ke. Sao lại không chịu nói cho em? Anh đã biết là con Mai nói chung với nó mà. Lần này nó hại chết con Mai rồi. Phải, anh biết. Anh đã khuyên nó nhiều lần rồi. Nó không có chịu nghe. Tại sao không thể báo với cảnh sát? Không thể báo cảnh sát đâu. Dám làm xì ke thì tổ chức cái bọn này lớn lắm. Nếu mà họ biết ai liên can tới vụ này, dù núp chân trời góc biển cũng thoát được đâu. Anh có thế lực như vậy, nhất định là sẽ có cách. Anh hãy nghĩ coi có cách nào. Hả? Anh, bây giờ mình phải làm sao? Lan à,
Anh đã hứa với em, chỉ cần em theo anh là em không có chịu cực đâu. Có chịu làm một phen với anh không? Nếu mình kiếm ra được số xì ke còn lại của thằng Quê, ít nhất là đáng giá 7-8 triệu, mình có thể rời khỏi Hồng Kông. Đi, cùng nhau đi kiếm nha. Em kiếm ra rồi. Xì kè nhất định qua đây thôi, kiếm mau đi. Kiếm ra rồi. Mình đem đi bán hết, rồi cùng nhau trốn. Đi. Đáng lẽ anh giao dịch cho thằng Sâm, nhưng mà điện thoại hoài không nghe trả lời. Còn người này anh giao dịch lần đầu thôi, không biết lai lịch ra sao. Đừng có xuống xe, chờ anh nha. Từ hả? Hình như Nguyên mặt nha. Tiền đâu rồi? Giờ này muốn kiếm hàng tốt hả? Khó lắm đó. Hàng ở đây. Cảm ơn. Để cả túi đi được rồi. Ý gì đây? Anh Tư. Anh Tư. Xin lỗi nha. Bây giờ bọn quà lại đó ra 500 ngàn để kiếm anh. Anh nghe chưa? Đừng làm mẫu nha. Anh chết đừng đáng 300 ngàn đó. Nhấn lên xe đi. Tôi nhận ra anh. Anh là tài xế của anh Từ. Lúc không sao chứ? Thêm mỡ bạc. Sáng nay ở bãi đậu xe của Sấy Cùng đã xảy ra án mạng. Bây giờ lực lượng cảnh sát đang tầm nã một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc. Anh nghi ngờ có liên quan đến vụ án này. Nếu như ai có tin tức hành tung của tên này, xin hãy làm ơn liên lạc với cảnh sát. Bản tin đến đây chấm dứt. Bây giờ xin chuyển qua phần thời tiết. Đóng cửa lại đi. Alo, chị Tư hả? Chị Tư hả? Chị có coi TV không? Tôi đã giết người đó. Không có gì, tôi đâu có gì đâu. Từ nay coi thử có ai dám khi dễ tôi nữa hay không. Không sợ, tôi không bao giờ sợ đâu. Ở đây. Đừng có lo, sẽ điện thoại cho chị sao. Đừng sợ nghe, tạm thời không phát hiện hành tung của mình đâu. Đói bụng rồi, em đói không? Hay là để em xuống mua đồ ăn? Không cần, em xuống một mình nguy hiểm lắm, để anh đi. Ê, anh càng nguy hiểm hơn, trên TV có hình quanh kìa. Thấy đồng bà quyết định. Em chọn trước đi. Hình. Em ăn rồi. Đi đi. Như vậy em đi mua đồ ăn, anh tắm rửa trước nha. Được. Lái xe đi. Không cần đâu, ngừng xịt đi thôi. Vậy anh đi tắm.
Anh cẩn thận nha. Em đi nha anh. Được. Về sớm nha. Anh Tư đó, sắp về tới rồi, nấu sẵn chờ cơm anh đi. Hả? Anh Tư? Tài à, anh không sao chứ hả? Tài, Tài à. Sao nhiều tiền quá vậy? Cho dù không có tôi bên cạnh, tiền này đủ cho chị xài hết kiếp. Tài, sao anh có nhiều tiền quá vậy? Kêu tôi là anh Tư đi. Hả? Em còn nhớ không? Hôm xưa anh thường cùng em tới Đại Ma Cao để mà coi thái diều đó. Dĩ nhiên là nhớ chứ anh Tư. Lúc đó anh thường hay gạt bầy nhỏ lấy diều để chơi mà. À, tối nay ba một chiếc ghe ở Bảo Lãnh Bảo ăn cơm nha. Mắc lắm đó. Mắc đâu có sao, quan trọng nhất là em vui thôi, phải không? Tắt máy đi bằng lái thẻ căn cước. Chuyện gì? Không, em vui mừng quá độ thôi. Khờ quá. Thưa ông làm ơn xuống xe một chút đi. Không gì chứ hả? Không có gì đâu, đừng lo. Con Lan về tới kìa. Ba. À. Công Mai nó nhờ con gửi 5.000 bạc cho ba đi nè. Hả? Nó nói bây giờ nó khá lắm, thuê một căn phòng ở. Vậy cũng khá quá ha. Nó có đủ xài hay không? Bây giờ có con giúp việc rồi, ba má cũng khá lắm. Cái tiền đó để dành lại đi. Thì con đã nói rồi, là tại vì con Mai nó nói bây giờ thằng quê nó cũng nên thân lắm, và có mở được một tiệm hứng tóc nó tự cai quản. Vậy à? Hey, tụi nó nên thân là được rồi. Còn con á, con đã chịu về đây. Bà má sống ở đây hết kiếp cũng vui lòng đó. Bà má vô trong nghỉ đi, công chuyện này để con làm cho. Được. Má, con đã nói má vô trong nghỉ chút đi, trời nắng lắm, để con làm cho. Vô trong đi má. Được rồi, má quen rồi mà. Cho dù là bạn tầm thường cách mấy, chỉ cần bạn chịu phấn đấu vì lý tưởng của mình, thì chính bạn sẽ thấy không bao giờ uổng kiếp này.